Chào mừng các em đã đến với Tùng Audio Hải Dương. Đây là một thiết bị rất là quan trọng phải không ạ? Những em nào đã từng sử dụng qua quản lý nguồn bên Tùng thì biết là bên em bán hàng và chất lượng đến như thế nào. Từ những mẫu rẻ cho đến mẫu cao cấp, bên em hiện tại phục vụ anh em rất nhiều những mẫu quản lý nguồn khác nhau. Và một trong số đó thì không thể không nhắc đến đó chính là em Etrolix S8 phải không ạ? Một trong những cái dòng quản lý nguồn mà bên em đang để giá trị yên. Thứ nhất là bên em xin giá hãng tốt. Và thứ hai nữa, đây là một con quản lý nguồn chất lượng chính hãng có đặc nguồn. Vậy nên là bên em tiếp tục lên sóng cho anh em trong buổi live video ngày hôm nay với một con quản lý nguồn Etrolix S8 để phục vụ anh em trong việc chúng ta bảo vệ thiết bị âm thanh, đồ điện dân dụng nhá. Và những anh em nào đang có thiết bị âm thanh rất nhiều rồi, chúng ta đã có một dàn âm thanh gia đình chuyên nghiệp rồi, đừng nên bỏ qua một cái thiết bị rất là quan trọng, một cái thiết bị nó có thể đảm bảo được cho việc chúng ta sử dụng các thiết bị sau này một cách an toàn và hiệu quả. Etrolix S8 làm điều này một cách rất là đơn giản, dễ dàng cho anh em. Đây là phiên bản hình thức các nhá. Ở đầu video thì em xin báo giá luôn cho anh em. Ở thời điểm hiện tại bên Tùng đang bán với mức giá 1.190.000 đồng với Etrolix S8. Đây là mức giá khuyến mại tốt nhất em xin được từ hãng về. Giá của hãng là 1.500.000. Em khẳng định luôn giá thị trường con này cũng là 1.500.000, bởi vì quản lý nguồn chính hãng cao cấp và có lọc nguồn cho anh em chắc chắn rồi, không bao giờ với dưới mức giá 1.200.000, 1.300.000 được. Nhưng mà khi các anh em mua tại cửa hàng Tùng Audio, và nhớ là phải đăng ký kênh Tùng Audio nhá. Và em cùng các anh em trải nghiệm các tính năng cơ bản của Etrolix S8 nào. Đầu tiên là về mặt giao diện là phiên bản màu đen rất dễ phối đồ cho anh em. Mẫu này thì bây giờ em không nhớ là em đã bán được bao nhiêu sản phẩm rồi, và rất nhiều anh em đã đặt được hàng rồi. Đa phần anh em sử dụng ngay về ghép ngay phòng hát gia đình, ghép ngay các thiết bị như là vang, mic, lâng tiếng, lọc xì, vân vân. Anh em có thể ghép hết cho em. Và thật ra đây, anh có thể sử dụng các thiết bị âm thanh và đồ điện dân dụng nhé, không nhất thiết là anh em sử dụng thiết bị đâu. Anh em có thể sử dụng các cái đồ điện như là tivi, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, anh em có thể cắm trực tiếp vào đây để bảo vệ, đúng không ạ? Etrolix S8 có 8 cổ cắm mặt sau đây các bác nhìn. Đấy, nõi đồng 100% chống mo ve chập chờn rất tốt cho anh em. Hai cổ cắm mặt trước tổng cộng có 10 cổ. Anh em có thể cắm được rất nhiều thiết bị âm thanh và đồ điện dân dụng. Và hơn nữa thì có một cái công tắc khác để cho anh em đi làm sự kiện. Cái công tắc này nó rất là hay cho các anh em đi làm sự kiện nhá. Có nghĩa là chúng ta để tủ đồ, chúng ta vẫn có một cái sợi dây công tắc, chúng ta khóa kính lại, chúng ta vẫn có thể ngồi từ xa chúng ta điều khiển để bật các thiết bị này. Đấy, rất là an toàn cho những anh em mà đi làm sự kiện, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là có thêm mặt màn hình hiển thị nguồn điện áp. Khi mà chúng ta nhìn vào cái nguồn điện áp này thì chúng ta sẽ thấy ngay là nguồn điện áp nhà mình có ổn định hay không này, và anh em đang sử dụng nguồn điện áp là bao nhiêu này, và có tính năng bật tắt tự động, bật tắt từng cổng, thao tác cực kỳ đơn giản trên Etrolix S8. Anh em hãy sử dụng cho em bằng cách ấn F kép để bật theo chế độ tự động nhé. Tức là các bác ấn V kép thì nó sẽ tắt từ 8.1 hoặc bật từ 1 đến 8. Các bác đã nhìn thấy đèn chuyển màu chưa ạ? Tức là đã ngừng trạng thái cấp điện rồi. Còn khi mà đèn chuyển màu sáng ở đây, tức là những cổng này đã có trạng thái hoạt động bình thường. Các bác nhớ cho em. Và nếu như các bác em muốn bật tắt theo chế độ của từng cổng thì rất là đơn giản, nhấn cho em vào cái nút mềm trên này thôi. Đấy, bật tắt tự động thì anh em chỉ cần cắm cho em các cái đường tín hiệu lấy trước như là mic, vang, lâng tiếng, lọc xì, cuối cùng là âm ni, công suất cục đẩy, anh em cắm cho em các cổng 6, 7, 8 để khi các bác em bật lên nó sẽ bật theo một cái thao tác đúng, một cái quy trình đúng nhất cho anh em nhé. Với những anh em mà chưa có quản lý nguồn thì đa phần em thấy là các bác bật tắt lên nó hay bị kêu loa, được, bởi vì chúng ta chưa bật theo cái quy trình đúng. Nhưng mà khi các bác em sử dụng quản lý nguồn rồi thì sẽ không có hiện tượng đó xảy ra. Và ngoài ra thì Etrolix S8 có sử dụng cái áp chống cháy rất quan trọng, đó là C63. Trong trường hợp nguồn áp quá tải hay là những cái nguồn áp thất thường hoặc là những cái nguồn áp nào đó không nó ảnh hưởng trực tiếp đến thiết bị ấy, thì cái áp này nó sẽ tự ngắt ngay tất cả nguồn điện cấp vào. Vậy nên là anh em sẽ cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi mà chúng ta sử dụng thiết bị âm thanh. Khi mà chúng ta không có thì sao? Khi mà chúng ta không có thì nhiều khi anh em đang sử dụng thiết bị ví dụ như là bị cháy đẩy hoặc là cháy âm ly chẳng hạn, nó sẽ lan sang các thiết bị khác, nó sẽ làm cháy cả dàn một dàn âm thanh gia đình, đúng không ạ? Và khi chúng ta đi thay hay đi sửa chữa thì số tiền bỏ ra rất là đắt đỏ. Và ngay bây giờ nếu như các anh em mà muốn có cho mình một cái bộ âm thanh phòng hát gia đình nó chuyên nghiệp, hãy sử dụng cho em một mẫu sản phẩm Etrolix F8 nhé, một thiết bị bảo vệ nguồn rất quan trọng. Và điều quan trọng hơn nữa mà Etrolix mang lại cho anh em cảm thấy yên tâm hơn, đó là bộ lọc nguồn phía trong. Đây là toàn bộ lọc nguồn phía trong bên Tùng đã giới thiệu cho anh em rất là chi tiết rồi. Có bộ lọc nguồn này thì sao, nó sẽ hỗ trợ trong việc chúng ta sử dụng thiết bị nó yên tâm hơn, đảm bảo độ tải lớn đi làm sự kiện, làm phòng trà, làm gia đình một cách yên tâm nhất với bộ quản lý nguồn Etrolix. Ngoài ra các bác nhìn dây cắm nguồn nó to như thế này thì chúng ta còn lo gì về nguồn điện tải nữa, đúng không ạ? Và nếu như các anh em nào có nhu cầu với một con quản lý nguồn chất lượng chính hãng, dòng sản phẩm chính hãng của Etrolix, hãy đến với Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại 0979629336 đặt hàng ngay một trong những mẫu sản phẩm quản lý nguồn rất là chất lượng bên em, đảm bảo an toàn cho nguồn điện áp, bảo vệ thiết bị âm thanh, đồ điện dụng một cách an toàn hiệu quả với Etrolix. Và video em xin dừng lại tại đây. Em thấy hay nhớ đóng góp cho em nút like và đăng ký kênh. Xin chúc cả anh em nhận hàng ưng ý với bộ sản phẩm quản lý nguồn chất lượng Etrolix S8. Xin chào.